Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì cũng rất là lâu rồi mình chưa làm một clip nào nó so sánh các sản phẩm này với sản phẩm kia, thì coi ưu nhược điểm các sản phẩm như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm cho mọi người một cái clip so sánh về các sản phẩm, nguyên một dải sản phẩm kiểu tầm trung với một cái dải sản phẩm tầm cao, thì nó sẽ khác nhau cái gì, và những khách hàng mà bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm tầm cao cấp thì nó sẽ được hơn cái gì so với những sản phẩm tầm trung. Thì mình với mọi người cùng nhau trao đổi rồi tìm hiểu rồi chia sẻ nha. Bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ trao đổi với mọi người về một cái sản phẩm mà nó quan trọng nhất trong một vụ giảm âm thanh của mọi người. Đó là cặp loa. Thì một cái cặp loa cao cấp nó sẽ hơn cặp loa trung cấp ở điểm nào? Đầu tiên mình sẽ nêu cho mọi người 4 cái. Thứ nhất, đầu tiên là về mặt thương hiệu. Các sản phẩm cao cấp thì thường được đến từ những thương hiệu nổi tiếng như là Bose này, JBL này, hoặc là những cái thương hiệu mà cao cấp nữa thì Nexel này kia, thì bên mình cũng đã có bán rồi á. Thì những dòng đó là những dòng thương hiệu rất cao cấp và có nhiều sản phẩm được sản xuất luôn tại Mỹ hoặc là tại châu Âu. Đó thì giá trị sản phẩm nó rất là cao. Còn với những sản phẩm tầm trung thì bên mình sẽ lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu từ Anh, cũng từ châu Âu, từ Mỹ luôn. Tuy nhiên nó sẽ được đặt nhà máy tại Trung Quốc để cho nó giảm chi phí đầu tư lại, giảm cho chi phí sản xuất lại, thì cái giá thành nó sẽ mềm hơn một xíu. Nhưng mà mọi người nên biết là, có nghĩa là mọi người phải phân biệt xíu trong dù mình nha. Tức là cái loa một cái thương hiệu nằm ở châu Âu và châu Mỹ và được đặt nhà máy tại Trung Quốc, nó hoàn toàn khác với một cái thương hiệu mà gọi là một cái thương hiệu OEM hoàn toàn từ Trung Quốc và đặt một cái trụ sở, một cái gọi là đường link hoặc một cái website gì đó ở châu Âu nha. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha. Mọi người phải tìm hiểu kỹ cái thương hiệu. Vì cái này mình cũng đã rất là nói rất là nhiều lần rồi. Vì có những dòng sản phẩm trên thị trường, đặc biệt là thị trường âm thanh, thì mình không thể tìm được nguồn gốc của nó. Bởi vì hầu hết là website ra là mở sạch trên website, hầu hết ra là website tiếng Việt chứ không có website tiếng Anh. Và cái kinh nghiệm của mình là khi nghiên cứu một sản phẩm á, là mình sẽ nghiên cứu là cái sản phẩm, cái thương hiệu đó nó có website nước ngoài hay không, có website chính xác hay không, và cái thương hiệu đó đã lâu đời hay chưa, thì mình phải tham khảo rất kỹ. Và thậm chí cả cái model đó bên nước ngoài người ta còn sản xuất, còn duy trì hay không, hay là những cái model đó người ta đã ngừng sản xuất, ngừng duy trì rồi mà trên thị trường Việt Nam làm, hoặc là cái model đó trên thị trường nước ngoài không có mà thị trường Việt Nam có, thì những cái này bên mình sẽ nghiên cứu kỹ và bên mình sẽ lựa chọn để mình phân phối về Việt Nam. Rồi, vấn đề thứ hai sẽ là về chất âm ha. Đương nhiên một cái loa mắc tiền với một cái mắc tiền hơn một cái loa này, cái loa này mắc hơn loa này, thì đương nhiên chất âm nó sẽ hơn. Mình sẽ chia sẻ rõ cho mọi người biết. Chất âm tức là sao? Âm thanh nó là một dải tần số nhé mọi người. Âm thanh nó là một dải tần số từ phần tần số trầm đến tần số cao. Thì một cái loa mà chất lượng càng tốt á, thì cái dải âm đáp ứng được nó càng rộng. Chẳng hạn như những cái loa ở mức độ trung bình thì nó sẽ đáp ứng được khoảng từ 50Hz đến tầm 16.000 đến 17.000 kHz là rất là hay rồi, rất là khủng khiếp rồi. Một cái loa rất là chất lượng rất tốt rồi. Tuy nhiên có những cái loa mà dòng cao cấp á, nó sẽ xuống được hẳn đến tầm 30-40Hz và tầm dải cao đã đến 18-19 đến hẳn 20Hz luôn. Đương nhiên đây là thông số phải dựa trên đo đạt tiêu chuẩn kỹ càng, và nó có một cái hệ tiêu chuẩn đàng hoàng, phải có một cái cam kết đàng hoàng, và đương nhiên thương hiệu nó phải tương đối nổi tiếng và họ phải cam kết cái số liệu họ đo ra đúng nha, chứ không phải là lúc nào cũng ghi một cái thông số rất là chung chung là từ 40 đến 20 ký nha. Mình thấy loa thị trường hay ghi thông số rất là chung chung là từ 40 đến 20 ký nhưng mà chả có, mình không nói chung mình không tin được con số đó. Nên là hầu hết là chẳng hạn như trừ những hãng nổi tiếng ra như JBL, Bose thì họ đưa ra thông số kỹ thuật nó khá là chính xác. Đó thì đầu tiên là chất âm là như vậy đó mọi người, có nghĩa là dải tần số họ đáp ứng được rộng hơn thì nó sẽ âm thanh nó sẽ ra chi tiết hơn, nhuyễn hơn. Ok ha. Rồi ngoài ra nữa, thêm một cái phần thông số rất là quan trọng trong cái phần cái loa, đặc biệt là về karaoke, đó là cái loa mà chất âm nó hay á, giá trị nó cao á, thì cái độ nhạy nó rất là cao. Độ nhạy tức là khi một cái này mình cũng đã giải thích về độ nhạy rồi á, thì ví dụ như độ nhạy thì thường nó sẽ khoảng, cho mình cho ví dụ là 100 dB đi ha, thì một cái loa 90 dB độ nhạy thì khi bạn đưa công suất vào tầm khoảng 100W thì độ lớn nó sẽ là số A đi. Nhưng mà khi với một cái loa 100 dB mà độ nhạy á, thì mình đưa cũng 100W công suất đó vô thì nó hơn A cộng mấy liền, là tầm A cộng 5, A cộng 6, A cộng 10, kiểu như vậy. Tức là cùng một cái công suất đưa vào
nhưng cái loa có độ nhạy tốt hơn, nó âm thanh nó sẽ ra lớn hơn và nó đỡ tốn âm ly hơn. Đó là lý do có nhiều cái loa mọi người hay chia sẻ là cái loa đó đánh nó hại âm ly lắm, nó tốn công suất lắm. Thật ra tốn cái loa mà đánh tốn công suất, tức là cái loa nó chất lượng không có được cao lắm á, đánh nó cần phải công suất nhiều á, nó mới ra được, vì độ nhạy nó quá thấp. Còn đối thật sự với những cái loa mà độ nhạy nó cao á, thật ra mọi người đánh chỉ cần, chẳng hạn như cái loa đó 300W đi ha, mọi người đánh chỉ một cái âm ly tầm 350W đến, gọi là nó chính xác thông số là như vậy, chứ không phải đến mức mọi người một cái loa có 300W thôi, mà mọi người cần cái đẩy đến tầm 600W, 800W là nó quá nhiều, nó quá dư luôn á. Nếu thông số chính xác nha, mình đang nói chuyện tựa trên là nếu thông số nhà hãng đưa ra là một chính xác. Ok, nếu mà mình đã nói qua về độ nhạy thì chắc chắn không thể bỏ qua phần công suất ha. Rồi thì phần thứ ba mình sẽ nói về độ lớn, về công suất của loa. Thì thường một cái loa giá trị cao á, thì ví dụ như mình đi một cái loa 3 tấc đi ha, thì thường những cái loa mà giá trị cao thì công suất RMS, công suất liên tục của nó sẽ rơi được khoảng từ 500 đến 600W. Còn những cái loa ở dạng tầm trung á thì nó sẽ rơi độ khoảng từ 250 đến 300W. Đương nhiên vì mình đã nói qua độ nhạy rồi thì mọi người đã hiểu về độ nhạy rồi, thì đương nhiên cái dòng này độ nhạy nó cao á, thì nếu mà mọi người đánh trong cùng một cái cục đẩy, tức là một cái cục đẩy đưa ra cùng công suất, thì con này nó sẽ đáp ứng được tầm khoảng 500W, 600W, còn con này nó chỉ đáp ứng từ khoảng 250 đến 300 thôi. Thì cái đó là nó sẽ khác nhau về độ lớn. Đó, một cái giữa một cái loa mà giá trị cao với một cái giá trị thấp, thì độ lớn cao thì mình sẽ đáp ứng cho một không gian nó rộng lớn hơn, thì đáp ứng được cả ngoài trời luôn. Ok, cái điều thứ tư mà mình muốn so sánh và muốn chia sẻ với mọi người, đó là một cái phần mà thật ra chắc là mọi người, nếu mà mọi người mới chơi âm thanh, mọi người mới mua bộ dàn âm thanh thì mọi người sẽ không để ý hay là đâu. Đó là cái phần độ bền và cái phần mà gọi là cái chất âm theo năm tháng á, cái mình hay dùng từ là chất âm theo năm tháng á, tức là sao? Độ bền tức là sao? Bền thì mình nghĩ về chất sơn, về màu sơn, rồi không bị rỉ sét này kia thì mình không nói nha. Đây là độ bền về chất âm. Tức là một cái loa khi bạn mới mua về chất âm nó đạt 10 điểm thì mọi người sử dụng trong 3 năm đến 4 năm sau hết bảo hành luôn rồi, thì chất âm ít nhất nó chỉ tiêu hao, nếu mà một cái loa mà giá trị cao á, nó chỉ suy hao độ khoảng vài trần phần trăm thôi, thì nó sẽ xuống còn khoảng 9.5-9 điểm thôi. Nó không thể nào suy hao mà từ 10 điểm mà mọi người xài sau 3-4 năm mà mọi người nó tụt hẳn xuống chỉ còn 5 điểm, tức là những cái loa đó giá trị rất là thấp. Nhưng khi mình mới mua về mình sẽ không phát hiện được đó đâu. Mới mua về thì mọi người nghe, mọi người thấy nó cũng như nhau thôi, nó có chả khác gì nhau cả. Tuy nhiên với mọi người làm nghề như mình, là mọi người mình đã trải nghiệm cái loa nó qua 5 tháng rồi, mình lắp cho khách hàng rất là lâu, thậm chí 4 năm, 5 năm, từ 2017 đến nay phải 6 năm rồi. Một cái loa với một chất lượng cao thì chất âm nó gần như không bị siêu hao, nó chỉ siêu hao một chút xíu thôi. Và nghe, nếu mà nghe quen thì sẽ không phát hiện ra. Với một cái loa mới, một cái loa cũ, đó chính là giá trị mà một cái loa giá trị cao, một cái loa cao cấp nó mang lại cho khách hàng, tức là một cái giá trị bền vững lâu dài. Nó cũng như một cái điện thoại thôi, một điện thoại mà mọi người xài theo năm tháng mà nó vẫn bền bỉ, vẫn xài tốt theo năm tháng, thì cái đó nó thật sự là nó tiết kiệm chứ không phải là mình hoang phí đâu. Cái loa cũng vậy, mọi người bỏ đầu tư ra một cái loa giá trị nó cao thiệt, nhưng mọi người xài theo năm tháng, vậy mọi người tính số năm, mọi người suy hao ra, thì thật ra thì cái đó là một khoản đầu tư tiết kiệm chứ không phải là hoang phí. Rồi đến thành phần thứ hai cũng rất là quan trọng đối với một bộ dàn karaoke, đó là cái vang số. Thì mình sẽ cho mọi người chia sẻ cho mọi người biết là một cái vang số mà giá trị nó cao với một cái vang số tầm trung thì nó khác biệt nhau những gì, và nó tại sao mọi người bỏ ra một cái chi phí cao cho cái vang số đó thì nó sẽ được cái gì, nó khác cái gì, thì mọi người cùng tìm hiểu với mình ha.